Ngày 8 tháng 10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Dương Hoàng Phúc, 26 tuổi, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 2 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Đề, 34 tuổi, trú tại tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh về việc khuya ngày 1 tháng 10, tiệm vàng Trung Hiếu, địa chỉ số 60, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí của gia đình chị bị kẻ gian lấy trộm vàng. Tổng số vàng bị mất khoảng 183,4 chỉ vàng 24K, trị giá khoảng hơn 962 triệu đồng. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra vụ việc. Tối ngày 2 tháng 10, ban chuyên án đã phối hợp với các lực lượng công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, triển khai đón lõng, bắt giữ đối tượng khi đang trên xe khách bỏ trốn vào Nam. Qua khai thác ban đầu, xác định đối tượng là Dương Hoàng Phúc, 26 tuổi, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đã thu giữ được 17 kiềng vàng, 38 dây chuyền vàng, 29 các khối vàng hình tròn, hình con vật, lắc vàng đeo tay.